Tử vi thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề Ngọ đang bờ vực đổ vỡ. Xem tử vi thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp cho thấy tuổi Tỵ túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể thoải mái mua sắm chi tiêu. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý. Tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết vận trình công việc của Tý chỉ ở mức trung bình. Bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc, vì vậy bạn nên cẩn thận hơn. Về tài chính, Tý tích lũy được một khoản tiền kha khá, chất lượng cuộc sống ổn định. Vận trình tình cảm giảm sút, Tý lo lắng mối quan hệ với bạn và đối phương không được gia đình chấp thuận. Con số may mắn, số 5, số 24, màu sắc may mắn, màu vàng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dậu, giờ tốt, 12 giờ. Tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết vận trình công việc của Sửu tăng tiến, áp lực công việc ngày càng giảm. Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền và bạn nắm bắt cơ hội rất tốt. Về tình cảm, cả hai ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, mối quan hệ càng bền chặt. Con số may mắn, số 12, số 15, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thân, giờ tốt, 5 giờ. Tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết, công việc của Dần diễn ra khá dễ dàng, bạn và đồng nghiệp phối hợp rất ăn ý. Về tài chính, nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì chắc chắn thu nhập của tuổi Dần sẽ được cải thiện. Về tình cảm, con giáp này bao dung hơn, biết tha thứ những sai lầm của đối phương. Con số may mắn, số 1, số 6, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tý, giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Mão. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết công việc của Mão diễn ra khá thuận lợi, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, địa vị của bạn được nâng cao. Tình hình tài chính ổn định, Mão biết cách quản lý chi tiêu nên túi tiền được đảm bảo. Về tình cảm, các cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Con số may mắn, số 9, số 18, màu sắc may mắn, màu hồng, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, giờ tốt, 9 giờ. Tuổi Thìn. Tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 nói rằng vận trình công việc tăng tiến, Thìn có thể dễ dàng gặt hái được thành tựu trong công việc. Về tài chính, thu nhập của bạn tăng nhẹ, tuy nhiên bạn vẫn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn. Về tình cảm, Thìn có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh, bạn có thể sắp phải giả từ kiếp FA. Con số may mắn, số 8, số 33, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, giờ tốt, 10 giờ. Tuổi Tỵ. Tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết năng lực làm việc của tuổi Tỵ được nâng lên nên được nhiều người công nhận. Tình hình tài chính dư giả, túi tiền của bạn rủng rỉnh nên bạn có thể thoải mái mua sắm chi tiêu. Chuyện tình cảm, Tỵ và người ấy biết cách hòa hợp với nhau nên mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn. Con số may mắn, số 3, số 5, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết công việc của tuổi Ngọ diễn ra khá suôn sẻ,
bạn được quý nhân chỉ điểm nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Về tình cảm, Ngọ được bố mẹ giúp đỡ rất nhiều, không cần lo lắng về nguồn vốn nếu muốn đầu tư, kinh doanh. Chuyện tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí đứng bên bờ vực đổ vỡ. Con số may mắn, số 10, số 28, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, giờ tốt, 8 giờ. Tuổi Mùi. Tử vi hằng ngày 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết, vận trình công việc tăng tiến, Mùi có thể nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tình hình tài chính ổn định, Mùi có thể thoải mái chi tiêu. Chuyện tình cảm, tâm trạng của Mùi rất tệ, bạn có thể xảy ra tranh cãi với đối phương chỉ vì những điều quá nhỏ nhặt. Con số may mắn, số 16, số 45, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, giờ tốt, 10 giờ. Tuổi Thân. Tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết, vận trình công việc tăng tiến, thân làm việc có nguyên tắc, phiền phức giảm bớt. Về tài chính, thân có phương hướng kiếm tiền phù hợp, thu nhập của bạn sẽ dần tăng tiến. Về tình cảm, những người độc thân có thể tìm thấy ý trung nhân của mình. Con số may mắn, số 3, số 9, màu sắc may mắn, màu cam, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, giờ tốt, 12 giờ. Tuổi Dậu. Tử vi hằng ngày 12 con giáp cho biết, công việc của Dậu diễn ra vô cùng suôn sẻ, bạn sẽ nhanh chóng giải quyết tốt những rắc rối trước đó. Về tài chính, Dậu nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh. Vận trình tình cảm tươi sáng, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng gắn bó kháng khích. Con số may mắn, số 22, số 28, màu sắc may mắn, màu hồng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, giờ tốt, 17 giờ. Tuổi Tuất. Tử vi hằng ngày cho biết, tuổi Tuất có quý nhân phù trợ nên bạn nhanh chóng giải quyết hết những rắc rối trước đó trong công việc. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, tức nên lên kế hoạch thu chi sao cho hợp lý để tránh thất thoát tiền bạc. Vận trình tình cảm thăng hoa, những người độc thân có nhiều khả năng tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Con số may mắn, số 14, số 28, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, giờ tốt, 16 giờ. Tuổi Hợi. Tử vi hằng ngày 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 cho biết, công việc của Hợi diễn ra khá suôn sẻ vì bạn được cấp trên hỗ trợ. Về tài chính, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, vì vậy tuổi Hợi nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn. Về tình cảm, con giáp này dễ nổi lòng ghen tuông khiến đối phương hơi khó chịu. Con số may mắn, số 17, số 31, màu sắc may mắn, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, giờ tốt, 8 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những